Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Đời Sống. Ngày xưa, tuổi thơ của chúng ta gắn liền với những câu chuyện thần đèn Aladdin ở xứ sở Ba Tư, cái người mà có thể đem lại những cái điều ước cho tất cả mọi người. Và hôm nay, tại Việt Nam thì đã có một thần đèn khác, và đó chính là anh Khắc Rung, chuyên gia độ đẻo mọi loại đèn. Và cái chiếc VinFast Lux A này là một cái sản phẩm cực kỳ tâm đắc mà anh Khắc Rung đã dành nhiều thời gian để chế tạo ra nó. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video hôm nay để tìm hiểu xem chiếc VinFast Lux A này có những cái điểm nào đặc biệt. Ở phần đầu xe các bạn có thấy một cái điểm gì nổi bật không ạ? Mình nói đùa thôi nha, đây không phải là một chiếc VinFast mà là một chiếc VinRoyce. Và cái điểm mà nổi bật và gây sự chú ý nhất của cái phần đầu xe này có lẽ là cái cụm đèn đây. Nếu bạn là người biết về cái dòng xe siêu sang Rolls Royce thì các bạn sẽ thấy nó quá là quen thuộc luôn. Đây, cái thiết kế cụm đèn của Rolls Royce. Và để làm được cái điều này á, là cái xưởng độ phải khoét cái phần cản phía trước phải làm lại hoàn toàn để có thể đưa được cái cụm đèn vào trong đây một cách nó rất là hoàn thiện và nó rất là chỉnh chu. Thì theo như những cái thông tin mà mình nắm được từ phía anh Khắc Rung á, thì ở bên trong cái cụm đèn này là bộ hai cụm đèn laser. Và hai cái cụm đèn laser này á, nó có giá là gần 40 triệu. Và nguyên hai cụm đèn ở phía hai bên đây nó gần 80 triệu. Và một cái điểm nổi bật nữa, phần lưới tản nhiệt. Các bạn có thấy lạ không ạ? À? Bởi vì hiện tại trên thị trường cái mẫu VinFast Resident nó đã ra mắt. Và cái mẫu VinFast Resident nó chỉ có cho dòng 7 chỗ, chưa có cho dòng 4 chỗ. Vì thế mà xưởng độ đã đem cái lưới tản nhiệt trên cái phiên bản Lux XA về để hoàn thiện lại, để cho nó vừa với cái khung của cái mẫu xe nguyên bản Lux A đấy. Và cái bảng lưới tản nhiệt đây là nó mang một cái phong cách của chủ tịch President đấy. Và một điều nữa là ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái phần body lift làm cho chiếc xe trông nó thể thao hơn. Và với những cái mẫu Lux A tiêu chuẩn á, thì cái phần hốc gió đây trông nó rất là đơn điệu, thiếu cái màu sắc. Thì xưởng độ bên Khắc Rung đã thêm hai cái thanh ngang nhìn cho cái phần xe nó gân guốc hơn và nó cứng cáp hơn rất là nhiều so với những cái mẫu VinFast Lux A tiêu chuẩn. Trên phần nắp capo của chiếc xe này đấy, cái design thiết kế nó cũng được bắt chước theo cái mẫu President. Và trên cái phần nắp capo này, cái thiết kế nó đã được làm giống với cái mẫu President với một cái phần hốc hút gió phía trước. Thì cái phần hốc hút gió này cũng là hốc hút gió giả thôi các bạn, nhưng mà nó tạo cho cái chiếc xe nó trở nên là thể thao hơn và cứng hơn rất là nhiều. Ở phần thân xe cũng như tất cả các cái mẫu xe độ khác thì cái bộ mâm là cái điểm mà nó nổi bật và nó đập vào mắt người nhìn đầu tiên. Thì cái bộ mâm trên chiếc Lux A này đã được thay thế bằng bộ mâm HAI. Cái phiên bản của chiếc Lux A này là phiên bản tiêu chuẩn và đi với cái bộ mâm là 18 inch thôi, nhưng về tay của anh Khắc Rung thì nó đã được nâng lên thành 19 inch. Trông nó rất là thể thao, mâm đa chấu được sơn màu nhám. Ở bên trong cái cụm phanh là một cái cụm Brembo và chiếc xe này được sử dụng fork CF Force. Chúng ta có một cái bộ gương mà nó mang cái thiết kế, cái xu hướng của cái dòng M Sport của BMW. Này, có một cái vè nó đẩy vô trong như thế này. Nó rất là khác biệt so với những cái mẫu Lux A tiêu chuẩn khác rất nhiều luôn. Và trên những cái phiên bản tiêu chuẩn của chiếc Lux A thì chúng ta không có được trang bị cửa hít đâu ạ. Còn trên chiếc xe này thì sao ạ? Đấy, thấy không? Những cái món đồ mà nó thiên về cái trang bị tiện nghi nhiều hơn được đắp lên chiếc xe này, chứ không còn nó thiên về cái ngoại thất hay là những cái này cái kia nữa. Đấy, đấy là một sự khác biệt của cái chiếc Lux A mà mình đang nói đến hôm nay. Ở phía bên dưới chúng ta cũng được ốp một cái body lift và nó sẽ làm cho chiếc xe trông nó sẽ nới rộng cái bề ngang ra thêm một xíu và nhìn nó sẽ thu hút hơn. Ở phần đuôi xe thì rất là nổi bật đúng không các bạn? Và cái phần đuôi xe này so với cái phiên bản tiêu chuẩn là đã được làm thêm một cái cánh lướt gió ở phía sau như thế này. Và toàn bộ chiếc xe này là đã được dán đề can hoàn toàn. Cái cụm đèn phía sau cũng đã được dán đề can màu đen. Đấy, nhìn trông nó rất là nổi bật, trông nhìn nó rất là đã nha. Đi nhất là đi chiếc xe này mà phải đi vào ban đêm mới thấy được cái độ đẹp, cái độ độc đáo của nó như thế nào. Ở phía bên dưới là anh Khắc Rung cũng đã trang bị được 4 cái đầu chụp bô của thương hiệu là CGW.
Và ở phần phía dưới cũng được trang bị một cái bộ body lift với thiết kế những cái đường khe thoát gió trong nó rất là gân guốc và nó nhìn nó rất là ngầu. Vâng, và một điểm đặc biệt trên chiếc xe này nữa, cái điểm này là không nói nha, nhìn thôi nha. Và trên phiên bản tiêu chuẩn thì không có cái này đâu ạ. Cái này là phải độ thêm, còn mình nhớ không lầm thì cái lớp A phiên bản giữa với lại bản cao cấp nhất mới có cái chế độ đá cốp này. Và đá cốp trên lớp A nó cũng rất là khó nha. Và cái chiếc xe này là chúng ta chỉ có đá cốp để mở cốp thôi, chứ không có cái đá cốp để đóng cốp. Mình phải đóng bằng tay. Đấy. Ôi, không có chống kẹt, trời ơi. Độ chưa tới, sắp tới thôi chứ chưa tới. Và đây là khoang động cơ của chiếc Lux A. Thì cái động cơ của chiếc xe này đã được remap lại và nó nâng cái công suất lên là gần 250 mã lực, là nó nhỉnh hơn khoảng 60 mã, 6-70 mã so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Và chúng ta có thể thấy ở đây là những cái thanh dằn để gia cường cái khoang động cơ lại, khi mà chúng ta đi vào những cái cung đường mà đánh cua gấp á, là nó cũng chắc chắn hơn ở cái phần thân xe. Và thật sự á, là sau khi remap xong á, thì cái chiếc Lux A này chạy nó đã bốc hơn rất là đáng kể so với những cái chiếc Lux A tiêu chuẩn. Và bây giờ chúng ta hãy tiến vào trong khoang nội thất để xem những cái thay đổi gì mà anh Khắc Trung đã làm cho chiếc Lux A này nhé. Thì cái khoang nội thất của chiếc Lux A này á, là nó cũng tương tự như những cái mẫu xe tiêu chuẩn khác thôi. Nhưng nó khác ở đây là gì? Cụm màn hình đấy, đã được thay đổi. Và trên cái phiên bản tiêu chuẩn là chúng ta vẫn còn chỉnh cơ cái phần ghế này đấy, nhưng mà chiếc xe này đã được độ lại hoàn toàn, chỉnh điện từ A tới Z luôn. Và một điểm nữa là khoang nội thất đã được thêm những cái đèn ambient light, những cái đèn LED vào ban đêm, mở lên thì trong nó sẽ rất là đẹp và nó cũng giống như trên những cái mẫu xe hạng sang thời nay. Và cái phần vô lăng này các bạn thấy không? Đấy, cái design nó rất là khác biệt so với những cái mẫu xe Lux tiêu chuẩn. Đây, ở dưới chúng ta còn có những cái đường vân carbon, nhìn trong nó rất là sang và nó rất là đã cái con mắt. Và một cái điểm mà mình muốn nói nhiều nhất, muốn đề cập nhiều nhất là cái màn hình này. Thì ở trên những cái chiếc VinFast Lux mình đã có sử dụng qua rồi á, là cái màn hình nó rất là mờ. Nói thật luôn, nó mờ lắm các bạn ạ. Màn hình to vậy thôi nhưng mà nó rất là mờ. Và chiếc xe này sau khi đã thay cái màn hình đó, và chúng ta có thể thấy không ạ, nó có thể hiển thị những cái môi trường xung quanh chúng ta 360 độ. Đấy. Để chỉnh được cái màn hình này, chúng ta sử dụng cái núm xoay ở dưới đây. Đây, mình đang chỉnh tất cả các cái góc nhìn của cái camera 360 trên xe. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta có thể hiển thị được rất là nhiều góc nhìn ở cái môi trường xung quanh. Và cái điều này nó có thể giúp cho chúng ta di chuyển trong thành phố nó dễ dàng hơn, đi vào những cung đường hẹp nó dễ hơn, và đổ xe nó dễ hơn cho những người mới tập lái, những người mà lái xe còn yếu. Có một điểm nữa là mặc dù tính năng công nghệ ok, nhưng mà cái độ hiển thị nó cũng còn khá là mờ. Thì mình đánh giá so với cái đồ tiêu chuẩn trên xe thì nó cũng 1:8, 1:10, nó chưa có gọi là quá sắc nét đâu, nó vẫn còn rất là mờ. Và một cái điểm mà mình rất thích ở những cái tính năng trên cái camera 360 này là khi mình đánh lái là nó rất là giống với mẹt, nhưng mà mẹt được cái là nó rõ hơn nha. Là đây, nó sẽ hiện những cái đường chỉ của bánh xe, và khi mình đánh lái đấy, nó sẽ tính toán các cái góc mà cái bánh xe nó đi tới. Rất là hay nha các bạn. Cái này là nó sẽ tính toán cho mình được những cái góc để mà mình vào cái khúc cua gắt hay là mình cặp lề đường. Nó rất là hay, mà trên cái phiên bản tiêu chuẩn thì nó không có. Vâng, thì các bạn có thể thấy độ xe nó có rất nhiều cái style, rất nhiều phong cách độ xe. Và cái phong cách độ trên chiếc VinFast Lux A này cũng là một cái phong cách mà rất nhiều người đang quan tâm. Vậy thì các bạn nghĩ sao
về những cái chi tiết, những cái trang bị mà đã được độ lên chiếc VinFast Lux A này ạ. Nếu bạn thấy cái mẫu xe này nó độc đáo á, thì hãy comment ở phía bên dưới, thì mình sẽ chia sẻ được những cái chi tiết rất là bổ ích liên quan tới cái mẫu xe này cho các bạn. Ngoài ra thì Xe Đời Sống cũng cảm ơn anh Khắc Trung đã cung cấp một cái sản phẩm VinFast độ rất là độc đáo cho bên mình có thể tiếp cận và giới thiệu đến nhiều người hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.